Xin chào anh em đã quay trở lại kênh của Trần Business Capital. Hôm nay mình có một cái tin thông báo bất ngờ cho anh em nhá. Hôm qua mình đã bị giới thần tình nhân thân từ chối ạ. 3 giờ ngày mai YouTube sẽ bay màu mình, anh em ạ. Ngày mai YouTube sẽ bay màu. Đây, còn một cái nữa là YouTube kênh Trần Business Capital chính sẽ bị bay màu. Mình mong mình huy động tất cả anh em hãy subscribe từ huy động. Mình sẽ huy động, mình hôm nay huy động hơn 205 anh em đã subscribe cho mình sẽ đổi sang kênh kia, đổi sang kênh này để đọc được rõ thông tin. Đây, huy động anh em hãy subscribe lần lượt sang kênh mới hơn. Đây, mình sẽ đổi hoặc kênh này. Mình hiện tại vẫn chưa tìm được tài khoản trước của mình. Đây, kênh mình cũng đang tìm và mình cũng không và mình lại mình không huy động anh em sẽ tất cả sang kênh mới của mình. Đây, mình sẽ tạo thêm một cái tài khoản tên này, tài khoản này anh em nhé. Đấy, huy động anh em hãy subscribe cho kênh mới nha anh em, để mình tạo trong quá trình tạo kênh mới này thì mình mở pet để trong quá trình mình đang mở pet nhá anh em ạ. Lúc này mình đang mở pet để mình đang săn con hưu kịch khác. Mình ở đây đã có mấy con, mấy cái bát lucky rồi và nhân tiện lại có thêm happy lại cho nhân đôi lucky nên mình có thể làm gì cũng được. Bây giờ mình cũng sẽ tạo cái tài khoản của mình nhá anh em ạ. Đó, thôi nói anh em gì cái ghế nhá anh em ạ. Bắt đầu đầu anh em ạ. Bởi vì mình cũng sẽ phải tạo một tài khoản Google mới hơn. Hơn để mình có thể cho bản thân tôi. Và mình cũng sẽ tạo tài khoản này là để cho kênh mới phát triển hơn. Trần Minh đây, mình sẽ để tên người dùng này. Trần Minh Skypro@gmail.com nhá. Mình cũng sẽ để cái mật khẩu như cái mật khẩu trước đây, mình tài khoản mật khẩu từ tài khoản trước của mình em ạ. Mình không bấm hiển thị mật khẩu nhá. Hiển thị mật khẩu là mình sẽ bị mất kênh ngay lập tức. Đây, mình sẽ để mật khẩu bí mật nha anh em. Và mình cũng sẽ như vậy anh em ạ. Mình tạo tài khoản mới. Số điện thoại thì mình cũng sẽ để. Số điện thoại mình cũng không cần số điện thoại thì mình cho phép công khai, miễn là em không được gọi là được. Đợi mình đi đây nào anh em ạ. Số điện thoại thì mình sẽ cho phép công khai, nhưng mà với điều kiện là không được gọi trực tiếp cho mình. Nhưng mà số điện thoại mình sẽ lúc khác cài anh em ạ. Bởi vì mình lúc khác phải cài số điện thoại gì kia của mình anh em ạ. Đây nhá. Giờ mình cũng sẽ tạo tên kênh mới, cũng là tên Trần Minh Discovery, nhưng mà mình sẽ ghi tên là Trần Minh Discovery danh nghĩa số 2. Đây, mình cũng sẽ lấy cái ảnh chụp này. Đây, lấy cái ảnh chụp tương tự của cái này. Đây là cái ảnh chụp kênh chính của mình cũng đang được thấy. Mình cũng sẽ lấy cái ảnh chụp upload photo to upload anh em ạ. Đây, mình cũng sẽ tạo cái tài khoản Google mới và hiện tại lại sau vài lần anh em ạ. Rồi, mình cũng sẽ để tên kênh mới kênh
ở đây God is. Quyết định chế tạo ra cái tài khoản này, này là cái tài khoản tên kênh YouTube Next. Anh nhà bạn đây. Đây nhà vợ, anh em đừng còn nhầm nhau đây. Anh em ạ, mình cũng đang tìm hiểu thắc mắc này. Mình để tên kênh kênh mới của mình đã là Jeff Amitie. Anh nhầm đấy. Mình cũng sẽ vào lại gì. Mình cũng sẽ đây anh em ạ. Đây, mình cũng tạo phần cần này, tạo kênh, hai hai phẩy giờ đi hai thả tin tức Sky Pro 2 cho kênh kênh mình nhá. Nhanh nhầm đây là kênh thứ hai. Đây là mình sẽ cho công khai tên kênh thứ hai của mình nhá. Tên này là tên kênh thứ hai của mình nhá, anh nhỉ. Đây. Sắp tới kênh thứ hai này cũng sẽ phải cũng sẽ cũng có cũng stream tương tự nhá. Nghe nhầm. Đây. Mình sắp tới cũng sẽ bật cái tính là sắp tới mình cũng sẽ đăng lót cái video từ bên kênh kia sang kênh này. Mình khuyên anh em, mình báo mình nói với anh em rằng anh em sẽ subscribe từ kênh Thập Nhất Đức Scarborough này sang kênh này anh em ạ nhá. Hãy đăng ký cái kênh này, kênh từ kênh của mình này, kênh chính từ kênh này sang kênh nào ạ, sang cái kênh Thập Nhất Đức Scarborough 2 anh em ạ nhá. Link kênh thì mình sẽ để ở cái phần mô tả nhé mọi người. Rồi anh em nhớ like subscribe 2 đến 4 ngày ra video nhé. Bye bye anh em.